Xin chào các bạn, thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn thêm một thêm Freezy nữa, đó là Soda Freezy. Thì mình sẽ làm trước rồi hướng dẫn cho các bạn nhé. Soda Freezy là như thế này. Đó là Soda Freezy. Thì mình sẽ hướng dẫn cho các bạn. Thì Soda Freezy là nó có hai kiểu bỏ tay. Một là bỏ kiểu thẳng đi, hai là bỏ như thế này, một in đi, hai như thế này. Các bạn em chọn kiểu nào được. Nhưng đầu tiên thì theo mình ấy, là các bạn nên tập kiểu bỏ thẳng giữa tay này ra. Rồi bỏ đầu. À mà quên, thì mình phần khởi động á, thì mình sẽ không khởi động nữa đâu nha. Thì các bạn mới vô các bạn cũng khởi động đi, trừ mình hướng dẫn luôn, không cần phải khởi động làm gì. Rồi nên các bạn bỏ tay vào, bắt đầu như thế này, sau đó bạn bỏ một chân lên, bỏ chân này lên cao này, chân này đá lên này, lung lại này, đó, nè làm lại á, nè, đi bỏ như thế này, đá lên, đó giữ lại, đó, giữ lâu hay mau được, nhưng các bạn hãy cố giữ, cái này á quan trọng là ở phần vai, vỡ phần đầu và một phần của cánh tay trái nữa. Làm lại này. Bỏ tên là bỏ như thế này. Sau đó cái bỏ tên này lên. Đã tên tiếp theo. Đó. Thì nó sẽ được. Nè, mình làm lại nhé. Cái shoulder freeze này, thì các bạn cần phải đá tên mình lên nó mới được. Dù nó có bổ về phía trước nhưng cũng giúp ta có cảm giác nhé. Lại này, bỏ như thế này, bỏ một chân tay này, đá lên, đó, đá lên thì nó được nhá. Thì sau đó Freezy nó dễ thế này thôi, còn phụ thuộc vào các bạn là các bạn thấy đạp chân mình lên là nó sẽ lên được. Sau đó Freezy này thì không có quá khó đâu nhá. Nè, làm lại thêm một lần nữa nhé. Bỏ tay xuống này, đừng bỏ tay lên thế này cũng được. Này, nếu các bạn làm thành thục rồi các bạn lên luôn, đó. Đó. Video này mình chỉ nói ngắn gọn thôi vì cái này dễ mà. Nhá. Yeah.